Sáng nay thức dậy con không nhìn thấy bạn nhỏ ở giường bên kia nữa. Có phải con cũng sẽ chết không? Chú có thể bảo đảm chỉ cần con có chuyện, chú nhất định chữa khỏi cho con. Ba nội tạng có thể cứu được ba người, bây giờ một người giành hết. Tóm lại tôi không duyệt. Sở dĩ y học có phát triển là do có người dám thử lần đầu. Các người chưa được cho phép đã cố tình làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Tôi khiếu nại các người. Cứ mặc kệ đi. Anh làm vậy là đang tạo hy vọng giả cho họ. Nếu không làm phẫu thuật cho cậu ta thì thực sự không có gì hết. Cảm ơn cô và bác sĩ Huấn đã cứu nó. Bởi vì một ca phẫu thuật thôi ảnh hưởng hết toàn bộ phòng ban chúng ta. Anh có thể chứng minh không phải lỗi của tôi. Đã dám làm thì phải dám nhận. Tôi cũng biết đối mặt với người mẹ như thế nào. Từ đây tôi không thể đi được nữa. Có thể tiếp tục làm bác sĩ nữa không? Có là bác sĩ hay không không ai có thể trả lời. Cô nên hỏi trái tim của cô. Cô phải muốn tiếp tục là bác sĩ không? Đừng sợ. Đâu có cha mẹ nào không muốn nhìn thấy các con của mình sống mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Em có biết cách làm má người ta. Em cũng không muốn làm má. Nếu như không nhờ tìm được nguyên nhân, thật không biết phải nằm viện thêm bao nhiêu lâu nữa. Có thể về nhà được rồi, có biết không? Bác sĩ biết quan tâm bệnh nhân. Tôi tin chắc đôi tay của người đó cũng không đến nỗi tệ. Bộ phim Bác sĩ Nhi Khoa phát sóng lúc 20 giờ bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 chỉ có trên SCTV 9.